công ty Flannery Associates, được hậu thuẫn bởi các tỷ phú thung lũng Silicon, vừa tiến hành đầu tư hàng trăm triệu USD để gom đất tại một quận ở phía bắc California, với mục tiêu xây dựng một thành phố hoàn toàn mới. Số tiền đầu tư ước tính lên đến 800 triệu đô la Mỹ, theo thông tin từ Business Insider. Từ năm 2018, Flannery Associates đã mua khoảng 52.000 mẫu đất nông nghiệp xung quanh căn cứ không quân Chevis. Sự giao dịch này đã thu hút sự chú ý của chính phủ vì lo ngại về người thực hiện giao dịch. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về kế hoạch xây dựng thành phố của Flannery Associates. Theo báo Time, Flannery Associates do Ian Ceramic, một cựu nhân viên giao dịch 36 tuổi của Goldman Sachs lãnh đạo. Các đối tác hậu thuẫn dự án bao gồm Andreessen, Paul Zock, Michael Moritz của Sequoia Capital và Reid Hoffman, người đồng sáng lập LinkedIn. Tuy nhiên, số tiền mà họ đầu tư vào dự án vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó vào năm 2017, Flannery Associates đã đưa ra ý tưởng biến vùng đất của quận Solano thành một thành phố năng lượng sạch dành cho hàng chục nghìn cư dân. Giá nhà trung bình tại khu vực này đã đạt mức 585.000 đô la Mỹ. Cùng năm đó, họ đã mua khoảng 1.400 mẫu đất với giá chưa đến 5.000 đô la Mỹ mỗi mẫu. Do thị trường bất động sản sôi động trở lại, Flannery Associates phải trả đến 15.000 đô la Mỹ cho mỗi mẫu đất. Công ty cũng đã đệ đơn kiện một nhóm chủ đất ở quận Solano, cáo buộc họ tham gia âm mưu tăng giá đất. Ngược lại, các chủ đất khẳng định họ đã tham gia giao dịch mua bán một cách thiện chí. Ngoài ra, Elon Musk cũng đang triển khai dự án xây dựng nhà ở cho công nhân Tesla bên cạnh khu phức hợp của công ty. Thung lũng Silicon từ lâu đã có khát vọng xây dựng một thành phố mới, mang trong mình tầm nhìn phi thường về một thành phố tương lai.